Em chào cả nhà yêu Lan nhé. Ngày hôm nay là một cái ngày mà tranh thủ trời đang tạnh, buổi cuối chiều em lên một cái video để chia sẻ đến các anh chị một số loại phong lan rừng của rừng núi Gia Lai nhé. Mấy hôm nay thì mưa suốt cho nên là em cũng không thể lên rừng cùng anh em được. Và vì thế thì phải chờ vài hôm nữa những cái chuyến đi mới thì em mới có thể mang đến những cái cây lan mới để các anh chị sưu tầm tiếp được các anh chị nhé. Ngày hôm nay thì em lên một số loại lan như là giả hạc này, kiều vuông này, hải vân nam đang hoa và có ba phần lan cuối tím. Không biết là có nhiều anh chị biết đến dòng lan này không? Nó cũng khá là hiếm trên rừng núi Gia Lai rồi đấy ạ. Và em có gắn kèm cái ảnh hoa để các anh chị theo dõi. Hoa của cuối tím thì rất là đẹp và trước đây cách đây 2 năm thì em có về Sông Tun ấy. Em có đi vào đúng mùa hoa cuối tím và hỏa hoàng ấy, đợt đấy thì em có quay lại những cái video thu hút được rất là nhiều các anh chị xem cũng như là hỏi mua. Nhưng mà thời điểm đấy thì kiếm nó cũng không được nhiều lắm và chỉ đủ trồng đủ chơi thôi. Và bây giờ không để các anh chị phải hồi hộp nữa thì em sẽ đi vào những cái thông tin chi tiết từ đơn hàng để các anh chị sưu tầm nhé. Ngày hôm nay thì rất là rẻ thôi, chỉ từ 80 cho đến 200k cho cái hàng Tây Nguyên của rừng núi Gia Lai các anh chị nhé. Đầu tiên là đơn số 1 này anh chị này. Đây. Đơn số 1 là một cái chậu kiều vuông này. Nhìn vào lá thì nó không được mướt lắm. Nó vẫn xanh nhưng mà nó không không được mướt lắm bởi vì là nó cũng mới được mang từ rừng về một thời gian thôi. Đấy, và ở rừng thì nó đúng là cái chất như vậy. Đó. Và đặc điểm của dòng này là thân rất là vuông này. Thân rất là to các anh chị thấy không? Đó. Nó có rất là nhiều thân tơ này để em có thể đếm thôi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9 thân tơ luôn các anh chị ạ. Thế là cái này thì đến tầm Tết Nguyên Đán của mình nó nở thì thôi ấy. Phải nói là rực rỡ những cái chùm hoa rất là đẹp luôn. Các anh chị yêu lan rất là thích sưu tầm và nó cũng rất là hiếm. Bởi vì nó rất là ưa thích mọc ở trên những cái cây cổ thụ ấy. Nhưng mà một cây thì nó không mọc nhiều, nó không mọc dày như kiểu là giả hạc hay là hoàng lạp hay là những cái bụi giáng hương hay là các loại lan khác, mà nó chỉ mọc từng cái bụi nhỏ 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 thôi. Vì vậy leo lên cây và lấy thì nó cũng rất là mệt, nó cũng rất là hiếm đấy ạ. Và một cái chậu to như thế này đấy, giá em chia sẻ chỉ là 200k các anh chị nhé. Và bên này em có hai chậu Hải Vân Nam này, đúng là một cặp đôi hoàn cảnh luôn, đang ra hoa đúng thời điểm luôn. Đây là một cái dòng lan địa lan rất là hiếm có, khó tìm bởi vì hiện nay thì nó đang dần mất đi trong tự nhiên. Nhưng mà phải nói công bằng là không phải là do là khai thác quá mức cho phép mà là do là nó mọc ở dưới cái thảm thực vật. Ở dưới cái thảm thực vật cho nên là hàng năm thì cháy rừng này, hỏa hoạn này, hoặc là người ta đốt rừng làm nương rẫy thì nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của cây. Vì thế thì cây không còn môi trường sinh sống, cũng như là một số nơi cây đang sinh sống thì kiểu như bị phóng hỏa ấy, thì nó cũng mất đi môi trường sinh sống và bị tận diệt. Vì thế thì nó càng ngày nó càng hiếm đi trong tự nhiên. Và lâu lắm rồi thì em không gặp. Chắc phải mấy chuyến tới em sẽ đi tìm loài này, hy vọng là sẽ có cơ duyên để tìm gặp Hải Vân Nam. Và hôm nay thì em lên hai chậu này. Nó có rất là nhiều mầm, ví dụ như cái chậu này thì em thấy nó có khoảng 3 4 5 mầm gì đấy này. Đây này, lúc nhúc này. Đúng là con đàn cháu đống luôn ấy. Đây là sinh đẻ không có kế hoạch này. Đây. Còn bên này là một mẹ một con thôi, đấy. Đây là gia đình văn hóa này. Đấy. Và cặp đôi này em chia sẻ giá là 200k. Đang hoa rất là đẹp luôn các anh chị nhá. Đó. Hoa nở rất là lâu luôn đấy, phải 2 3 tháng mới tàn luôn các anh chị ạ. Chơi thoải mái luôn, chơi tẹt ga luôn đấy, chơi xả láng luôn đấy. 200k cho đơn số 2. Tiếp theo em vào đơn số 3. Từ đơn số 3 cho đến đơn số 4, số 5 là những cái cây giả hạc thuần chậu, những cây của rừng núi Gia Ly. Những cái chậu này thì dành cho các anh chị mới tập chơi này thì rất là ok này. Nếu mà các anh chị nào mà chưa có giống của dòng giả hạc rừng Gia Ly ấy, về treo và chờ sổ hoa thì nó cũng rất là lý tưởng bởi vì là cái vùng của em thì hoa nó rất là thơm, hoa cũng rất là đa dạng và giá em chia sẻ hôm nay rất là rẻ luôn.
Ví dụ như cái chậu số 3 này đi. Đây, chậu số 3 này thì giá là 150k nhé các chị nhé. Nó rất là khủng luôn. Bây giờ đang là thời điểm tháng 7 này, mà nó đi ngọn phải đến mét 2, mét 3 rồi này. Nó phi ngọn như kiểu tên lửa luôn đấy các chị. Cái chậu này đến cuối năm ấy, đảm bảo nó sẽ vượt mốc 2 mét luôn các chị ạ. Rất là khỏe, nó giống rất là khỏe, nó thân già vàng óng luôn. Đây, dưới ánh nắng chiều tà này, ánh nắng nhẹ nhàng thôi nhưng mà cái chất thân của nó này, nó nổi lên này, rất là đẹp luôn các chị này. Đây, giả hạc phi điệp vùng Tây Nguyên ấy thì hoa rất là thơm chứ không phải giống như dòng ngoài Bắc nhá. Ở trên YouTube thì em thấy họ hay bán đa phần ở dòng ngoài Bắc, và ở Tây Nguyên thì rất là hiếm nơi bán. Thì em ở một nơi mà rừng núi nó khá ưu ái. Thì cái chậu này em chia sẻ giá là 150k nhá các anh chị nhá. Cũng phải nói thêm thì giả hạc rừng thường thường em lấy nguyên bản thì là chắc là một số chuyến tới thì em sẽ đi. Các anh chị thích sưu tầm thì em sẽ lên những cái kênh nguyên bản và các chuyến đi tới. Nhưng mà phải chờ em đi tìm đã. Em là cứ phải người thật việc thật, phải đi tìm thì mới có, chứ không phải là giống như ở các kênh, các trang mạng đâu. Lan về họ nhập từ Lào, từ Cam về, mỗi loại cả tạ về họ phân chia, ngày nào cũng có bán. Rất là nhiều luôn. Em thì ngay sát rừng đây mà mưa gió mấy hôm cũng không đi được đây. Cũng đang thiếu lan rừng này. Nói thế thôi. Bây giờ em tập trung vào chuyên môn này. Đây là đơn số 4 này, giá là 80k các anh chị nhá. Thì nó có một cái kia nhỏ nhỏ này. Đây là hai cái thân. Hai cái thân cũng khá lớn rồi này. Cuối năm này mỗi thân 1 mét đi. Tổng chậu này 2 mét đi là cũng ok rồi. Sang năm hoa cũng rất là rực rỡ và thơm rồi. Những cái chậu này thì em lấy đợt trước, em lấy ở trong một ngôi làng của người Gia Lai. Đây họ trồng đây, đây là chính xác là họ trồng luôn. Là họ trồng bằng vỏ thông này, rồi là quấn những cái dây đồng này. Đây này, đây này, trồng rất là thô sơ luôn. Đấy. Chứ còn hàng xưa nay em bán trên kênh ấy, những cái hàng rừng về là hạc về ấy, bán lần nào là đấy hết sạch luôn ấy. Cho nên là thật sự không có để dư để những cái chậu to này còn sót lại được. Chỉ có một vài khúc nguyên bản làm kỷ niệm trong những chuyến đi đáng nhớ thôi. Thì em giữ lại làm kỷ niệm thôi. Đấy, và cái khúc số 4 này giá là 80k nhé. Tiếp theo em qua khúc số 5 là 100k. Một cái chậu rất là to luôn này. Đây. Gồm có hai kiến này chưa sổ hoa luôn. Ở đây nữa, 3 kiến chưa sổ hoa này. Đấy. Ở đây là cái kiến thì em nhìn rõ. Còn ở trên này thì có 3 mầm này. Rất là đẹp luôn. Đây. Đó, hoa thì thật sự là em chưa biết hoa nó như thế nào. Nhưng mà có lẽ là hoa nó cũng ở mức độ đẹp, đáng chơi. Đấy. Có sao thì em chia sẻ vậy. Nhưng mà đối với giá này thì nhiều anh chị mới tập chơi hoặc là chưa có giống thì sưu tầm rất là ok luôn nhá. Em là cứ thật thà như vậy thôi. Đơn số 5 giá 100k anh chị ạ. Tiếp đến là đơn số 6 này. Giá là 80k này. Đây là một cái khúc cây nguyên bản này. Mà vỏ nó bong ra nhiều quá do là cái vỏ của cây này nó mỏng. Cho nên là từ trước thì em lấy cái dây kẽm em quấn nó lại này cho nó chắc. Ở đây thì còn con kiến chưa sổ. Đây, đang chờ sổ đây. Đấy. Rất là chất lượng luôn, về chỉ việc treo lên. Và sang năm chờ đến mùa hoa là cũng rất là vui rồi. Và đơn số 6, 80k cho một cái cây nguyên bản, khúc cây nguyên bản khá là đẹp này các anh chị nhá. Một cây to và một kiến chưa sổ. Bây giờ thì em qua đơn số 7 này. Là qua dòng quế tím này. Ở đây thì có những cây rất là đẹp này. Đó, lá mít này. Đó, lá xếp rất là đẹp luôn. Nó phải được mười mấy, gần 20 cây ấy. Đó, cho một đơn mà chỉ có 100 thôi. Rất là rẻ. Đó, đơn số 7 100k này. Rồi đơn số 8 này 100 này. Đấy, cũng rất là nhiều cây luôn. Thoải mái trồng luôn. Cái này có thể các anh chị trồng được 2 chậu. Nhưng mà theo em nếu mà có cái chậu nào to trồng lên hẳn một chậu luôn. Sang năm ngắm
cho nó sướng mắt. Đơn số 8 cũng là 100 và đơn số 9 cũng là 100 các anh chị nhá. Đây nó cũng có những cây rất là to này. Lá xếp đẹp chưa? Đó. Nhìn rất là thích luôn. Đây là một cái dòng lan đơn thân rất là hiếm trên núi rừng Gia Lai. Nó chỉ có ở những cái khu vực rừng rất là nóng, nắng nóng, và đó là rừng khộp. Đấy. Đơn số 9 giá là 100. Và hôm nay thì em có 9 đơn. 9 đơn hàng để gửi đến các anh chị. Các anh chị lên xem video của em cho vui, ngắm lan cũng như là thư giãn. Và nếu mà thấy đơn nào hợp nhãn thì có thể sưu tầm ủng hộ em như các video trước. Và hôm nào rảnh rỗi trời nắng đẹp thì em lại tiếp tục cái chuyến hành trình của mình. Và chắc chắn là sẽ bảo tồn và sưu tầm mang về thật là nhiều những cái cây lan đặc sản của núi rừng Gia Lai nói chung. Và thậm chí của núi rừng Kon Tum nữa. Bởi vì là em ở giữa ranh giới hai tỉnh cho nên em đi rừng của hai tỉnh suốt ngày ấy mà. Đấy, cho nên đấy là cũng là một cái lợi thế của kênh YouTube Người Tầm Lan các anh chị ạ. Và bây giờ thì em xin phép kết thúc video tại đây. Xin hẹn các anh chị trong những video kế tiếp. Các anh chị có thể sưu tầm hàng bằng cách gọi điện thoại đến cái số điện thoại em để ở dưới góc trái màn hình, đó là 0376 523 769, cũng như là kết bạn Zalo qua cái số điện thoại là 0968 789 735. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những hành trình kế tiếp. Bật cái chuông thông báo để nhận được thông báo trong những cái video tiếp theo các anh chị nhé. Em xin chào và xin cảm ơn các anh chị ạ.